Cùng mình xem khách hàng đánh giá gì về Aloha Studio sau một ngày trải nghiệm chụp hình cưới, phần chính. Hôm nay hai vợ chồng đang chụp hình ở phim trường Lamu này. Với lại đội chụp hình của bên Aloha. Hôm nay khá là hên là trời mát, mình đi từ sáng sớm, đi cũng nhanh lắm. Các bạn chụp hình nhiệt tình vui vẻ lắm. Bây giờ là xong xuôi hết rồi này, 12 giờ trưa mà mát lắm, không gian đẹp. Các bạn thì nhiệt tình, vui vẻ. Nói chung là mình khá hài lòng. Xin chào các bạn, mình tên là Vi. Hôm nay mình đã trải nghiệm buổi chụp hình ở Alibaba với Studio Aloha. Và hôm nay tôi làm mệt nhưng mà các bạn bên Studio rất là nhiệt tình với tụi mình. Và tụi mình rất là hài lòng với buổi chụp hôm nay. Hello, xin chào mọi người. Tụi mình là Lạc, đây là Trúc, cũng vợ của mình. Thì hôm nay mình đang ở tại phim trường Vũ Garden nha, đồng hành và hướng dẫn của các anh kỹ thuật viên cũng như là chụp ảnh, rồi ekip anh Hoàng, anh Minh rồi các bạn My nữa, thì đã hỗ trợ cho cặp đôi tụi mình là có một buổi chụp hình là thật là tuyệt vời, trải nghiệm hết tất cả những cung bậc cảm xúc của tình yêu. Nhất là anh Hoàng này dễ thương, ảnh đã bo nớt cho nhiều thứ lắm. Có một khung cảnh gì bầu trời hoàng hôn xuống không? Rồi tuyệt tuyệt đẹp tuyệt. Rồi nắm bắt á, đúng rồi, nắm bắt từng khoảnh khắc luôn cả nhà. Mình thấy là chu đáo từ cách dặn dò, rồi coi lại hình, rồi coi lại thôi, coi những cái kiểu cười, rồi đẹp chưa, rồi nếu chưa đẹp thì cười lại. Anh rất là nhiệt tình, thì cũng trong đoàn phim cũng chia sẻ được nhiều thứ kinh nghiệm. Mình thấy là rất là ok, chắc là một cái bữa chụp hình này là sẽ là nhớ đời đúng không em? Một lần là duy nhất đúng không? Rồi cảm ơn ekip của Aloha đã cho tụi mình một bữa trải nghiệm thật tuyệt vời. Aloha ngày càng phát triển ha. Nếu mà các bạn có muốn trải nghiệm thì hãy đến Aloha để thưởng trải nghiệm dịch vụ tuyệt vời. Rồi, xin chào mọi người.